Trung học phổ thông quốc gia. Hôm nay ta tiếp tục với câu số 18. Được lấy từ đề thi cao đẳng năm 2011. Đầu bài thế này: một con lắc lọ xo gồm quả cầu nhỏ có khối lượng 500 g. Con lắc lọ xo có quả cầu khối lượng là 500 g và lò xo có độ cứng 50 N/m. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng ngang. Tại thời điểm vận tốc của quả cầu là 0.1 m/s. Thì dao động của nó là -3 m/s. Hỏi cơ dao động của lắc là bao nhiêu? Đáp án là 0.04 J. Đáp án B là 0.02 J. Đáp án C là 0.01 J. Và D là 0.05 J. Em nhớ là với con lắc lò xo ấy, thì cơ giang của nó được tính theo công thức cơ giang bằng 1/2 K nhân với A bình. Trong đó K là độ cứng của lò xo, còn A là biên độ dao động. Như vậy là ở đây em thấy là đầu bài đã cho ta biết độ cứng K, chứng tỏ là ta có thể biết A hoặc là biết A bình thì ta sẽ tính được cơ giang. Em chú ý các thông tin này: tại thời điểm vận tốc bằng 0.1 thì dao tốc bằng -3 m/s. Có nghĩa là vận tốc và dao tốc lúc này là các cái giá trị ở cùng một thời điểm. Thì em lại nhớ đến công thức là V bình chia cho omega bình cộng với A bình chia cho omega 4 thì bằng bình phương của biên độ. Nếu vậy thì cơ giang của con lắc lò xo sẽ được tính bằng 1/2 K nhân với V bình chia cho omega bình cộng với A bình chia cho omega 4. Omega sẽ được tính như thế nào? Em nhớ là trong con lắc lò xo thì omega bằng 1/2 của K trên M, hay là omega bình bằng K trên M. Rõ ràng với K và M đã biết ta sẽ có omega bình bằng K đây là 50, chia cho M em phải đổi sang kg, với 500 kg nó sẽ bằng 0.5, xin lỗi, là 500 g nó sẽ bằng 0.5 k, hay ta được omega bình bằng K. Nếu vậy thì cơ giang của con lắc sẽ là 1/2 nhân với K, tức là lên đến 50, nhân với V bình là 0.1 bình phương, chia cho omega bình là 100 bình, cộng A bình ta thay bằng -3 bình phương, chia cho omega 4 là 100 bình phương. Đến đây thì chỉ còn phải máy tính và em được kết quả là nó bằng 0.01. Đơn vị của năng lượng là joule, nên ta chọn đáp án C. Nhân đây thì thầy cũng giải thích điều này. Có thể một số em sẽ quên công thức V bình trên omega bình cộng A bình trên omega 4 bằng bình phương của biên độ. Công thức này có được như sau:
Em nhớ là phương trình tổng hợp của giao động điều hòa sẽ là A nhân với cos của omega t của phi. Và vận tốc của nó thì bằng x phẩy hay bằng trừ A omega sin của omega t của phi. Nếu thế thì gia tốc A sẽ bằng V phẩy hay bằng x2 phẩy, tức là bằng đạo hàm bậc 1 của vận tốc E, đạo hàm bậc 2 của biên độ. Nó sẽ bằng trừ A omega bình nhân với cos của omega t. Chú ý hai công thức này. Từ cái công thức tính V này, ta sẽ có được sin của omega t cộng phi thì bằng V trên trừ A bình omega, xin lỗi, trừ A omega. Còn từ cái công thức dưới đây, ta sẽ có được cos của omega t cộng phi thì bằng A chia cho trừ A omega bình. Mà sin bình có cái cos bình của một góc luôn là 1. Thế nên ta có V bình chia cho A bình omega bình cộng với A bình chia cho bình phương của biên độ và omega 4 thì bằng 1. Hay ta có thể viết lại nó thành V bình chia cho omega bình cộng với A bình chia cho omega 4 thì bằng A bình. Đây chính là công thức mà ta vừa sử dụng để giải quyết cái bài toán ở câu số 18 này. Bây giờ ta bước sang câu số 19. Câu số 19 được lấy từ đề thi cao đẳng năm 2012. Đồ bài thế này bạn. Con lắc bò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250 g. Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng M bằng 250 g. Và lò xo nhẹ có độ cứng K bằng 100 newton trên mét. Dao động điều hòa dọc theo trục khối với biên độ 4 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ trừ 40 cm trên giây đến 40.3 cm trên giây. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật có vận động thay đổi từ trừ 40 cm trên giây đến 40.3 cm trên giây là đáp án A. Con số này bằng pi chia cho 120 giây. Đáp án B, nó bằng pi trên 40 giây. C, nó bằng pi trên 20 giây. Và đáp án D, nó bằng pi trên 60 giây. Với con lắc bò xo dao động điều hòa thì chúng ta có là vận tốc được tính bằng công thức A nhân với omega nhân với cos của omega t cộng phi.
Trong bài toán thì cái khoảng thời gian ngắn nhất ấy, em có thể bỏ qua giá trị pha ban đầu, tức là ta tạo pha phi bằng không mà không hề gì kết quả của bài toán cả. Đây là công thức tính vận tốc của một sâu vận tốc với a là biên độ, omega là vận tốc góc. Trong trường hợp này ta đã biết a bằng 4, bây giờ ta tìm omega. Omega thì bằng căn bậc 2 của k trên b. Thay số này, em sẽ để nó bằng căn bậc 2 của k lên 100 Newton trên nhé. Còn khối lượng của bạn, đồ bài cho 250g, em phải đổi sang kg, nó thành 0,25kg. Tuy nhiên mình đảo lên thì em sẽ được nó bằng 400, căn bậc 2 của 400 thì bằng 20. Đơn vị là radian trên dây. Như vậy dẫn đến là cái phương trình mô tả vận tốc của giao động điều hòa này sẽ là a nhân với omega, tức là 4 nhân với 20 là 80 cos của 20t. Đơn vị của vận tốc được tính là cm trên dây. Ta cần phải tính khoảng thời gian ngắn mà vận tốc của bạn thay đổi từ trừ 40 đến 40 căn 3. Em nhớ là chúng ta có mối quan hệ chặt chẽ giữa giao động điều hòa và chuyển động tròn đều như sau. Nếu một vật giao động điều hòa với biên độ là 80 thì tọa độ đây là chỉ 80 thì nó có quan hệ chặt chẽ với một cái chuyển động tròn đều với vận tốc góc là omega. Nếu như vật giao động điều hòa thay đổi cái giá trị của vận tốc từ trừ 40 cho đến 40 căn 3 thì có nghĩa là giao động điều hòa sẽ, xin lỗi, là chuyển động tròn đều sẽ di chuyển trên cái cung tròn. Như vậy là thời gian ngắn nhất để giao động điều hòa chuyển từ cái giá trị trừ 40 cho đến 40 căn 3 là nó đi trực tiếp về đây sang đây, cũng có nghĩa là chuyển động tròn đều quét cái cung này. Vậy bây giờ ta cần tính cái góc nhé. Ta giả sử góc góc cắt là alpha thì ta chia cái góc alpha này thành hai góc là alpha 1 và alpha 2. Nếu đây là alpha 1 thì đây cũng sẽ là alpha 1. Nếu đây là alpha 2 thì đây cũng sẽ là alpha 2. Bây giờ ta tính góc alpha 1. Em có là nhìn vào cái tam giác vuông này, ta có sin của góc alpha 1 thì bằng cạnh đối trên cạnh viền. Cạnh đối lúc này bằng 40, trên cạnh viền là 80, tức là nó bằng 1/2. Vậy góc alpha 1 sẽ bằng pi trên 6. Với góc alpha 2, em nhìn vào tam giác vuông này, sin của góc alpha 2 bằng cạnh đối là 40/3, trên cạnh viền là 80, nên alpha 2 sẽ bằng pi trên 3. Vậy thì cái góc mà chuyển động tròn đều của các này là alpha bằng alpha 1 cộng alpha 2 hay bằng pi trên 6 cộng với pi trên 3, em sẽ được kết quả là bằng pi trên 2. Nó quét của góc pi trên 2 thì thời gian sẽ là bao nhiêu? Có công thức là vận tốc góc thì bằng cái góc mà nó quét, tức là alpha chia cho thời gian tương ứng, hay thời gian nó cần để các cái góc với là t sẽ bằng alpha chia cho omega, hay được là pi trên 2 chia cho vận tốc góc bằng 20, pi trên 2 chia cho 20 hay nó được kết quả bằng pi trên 40, nên ta chọn đáp án b, pi trên 40 giây. Ta sai câu số 20.
Câu số 20 được lấy từ đề thi cao đẳng năm 2013. Đồ bài thế này, con lắc lò xo gồm lò xo cứng, có độ cứng cao. Đó. Độ cứng là cao. Và vật nhỏ có khối lượng 250 g. Có khối lượng M bằng 250 g. Dao được điều hòa dọc theo cái trục cố định theo phương đẳng ngang và đốt tọa độ ô được chọn ở vị trí cân bằng. Ở cái biên độ trừ 2 cm thì vật có gia tốc 8 m/s, tức là lúc này thì x bằng trừ 2 cm thì vật có gia tốc a bằng 8 m/s. Hỏi độ cứng cao bằng bao nhiêu? Đáp án a, nó bằng 20 N/m. B, nó bằng 130 N/m. Và C là 200 N/m. D, nó bằng 100 N/m. Tất cả được tính độ cứng cao của lò xo. Em nhìn thấy này, đầu bài đã cho ta khối lượng của bạn. Và bây giờ này, bạn được cứng cao. Đơn cơ cho em một tí như thế này. Trong con lắp lò xo thì omega bằng căn bậc 2 của k trên m hay omega bình bằng k trên m. Tức là một khi đã biết m thì chỉ cần biết thêm omega ta sẽ tính được k. Làm sao để tính được omega? Em hãy nhìn vào cái thông tin của bài cho. Khi x bằng trừ 2 thì a bằng 8 m/s. Em nhớ điều này là gia tốc a thì bằng trừ omega bình tiền x. Thật vậy, trong dao động điều hòa thì phương trình tổng quát của Lido là x bằng a nhân với cos của omega t cộng y. Và gia tốc a thì bằng x 2', em dễ dàng tính ra được nó bằng trừ a omega bình nhân với cos của omega t cộng y, hay nó bằng trừ omega bình nhân với a nhân với cos của omega t cộng y, hay bằng trừ omega bình nhân với a nhân cos của omega t cộng y chính là x. Vậy thì gia tốc a sẽ bằng trừ omega bình nhân với x. Đây là công thức về mối quan hệ đồng thời giữa a và x, tức là mối quan hệ giữa gia tốc và ly độ ở cùng một thời điểm. Như vậy là tại cùng thời điểm khi x bằng trừ 2 thì a bằng 8. Nếu vậy ta sẽ có 8 thì bằng trừ 45 bình nhân x. Em lưu ý là gia tốc đang được đo bằng đơn vị mét trên dây bình thì ly độ phải chuyển sang đơn vị mét, nó sẽ bằng trừ 2 nhân với 10 trừ 2 mét. Như thế omega bình sẽ bằng 8 chia cho 2 nhân với 10 trừ 2 hay bằng 400. Ta có là omega bình bằng k trên m thì độ cứng k sẽ bằng m nhân với omega bình hay thay số em sẽ được là, em cần lưu ý m đây để đổi sang kg, 250 g đổi sang kg sẽ là 0.25 nhân với 400. Ta dễ dàng có được kết quả là bằng 100 N/m. Em cần phải lưu ý là ta phải đổi đơn vị k cho kg, bởi vì thế này, ở đây độ cứng k được tính bằng đơn vị là N/m, thì khi đó khối lượng cũng phải đưa về đơn vị chuẩn là kg.
Vậy là ở bài này ta quay đáp án lên. Bây giờ ta sang câu số 21. Trước khi bước vào câu số 21 thì thầy lưu ý điều này để tham khảo các cái video bài giảng của thầy một cách đầy đủ hơn, cũng như là với các cái video với chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt hơn, thì các có thể truy cập cái website là www.nguyenvanthay.com hoặc là www.nguyenvanthay.net. Bây giờ ta bước vào câu tiếp theo, số 21. Câu 21 được lấy từ đề thi cao đẳng năm 2013. Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng tại nơi có gian lắc trục trường R. Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Em lưu ý là thầy chỉ bảo tắt đầu lại. Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo giãn 4 cm. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một góc là 4 x 2 cm. Rồi thả nhẹ cho vật giao động điều hòa. Để có các giao động điều hòa và ta có là pi bình được làm tròn bằng 10, tôi bài học là trong một chu kỳ thời gian lò xo giãn là trong một chu kỳ thì cái khoảng thời gian mà lò xo không giãn là bao nhiêu? Đáp án A, nó bằng 0,13 giây. Đáp án B bằng 0,10 giây. Đáp án C bằng 0,05 giây. Đáp án D bằng 0,20 giây. Với con lắc lò xo trong thẳng đứng theo lưu ý điều này. Ban đầu lò xo có chiều dài tự nhiên L0, buộc nó vào một cái mặt nặng có khối lượng M thì lò xo giãn lại thêm một vòng. Cái độ giãn này chính là delta L. Bây giờ người ta đi kéo lò xo cho nó giãn thêm 4 x 2 cm rồi thả ra phần giao động. Ta chỉ cần thả chứ không thể tác động vào một điểm nào đấy. Thì ta hiểu là lúc đó từ cái vị trí mà ta thả cho đến vị trí mà lò xo giãn là bằng là delta L thì chính là điểm L A bằng 4 x 2 cm. Ở vị trí cân bằng thì lò xo giãn 4 cm, vậy có nghĩa là delta L bằng 4 cm. Bây giờ ta việc gắn liền cái hệ trục tọa độ với góc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng, còn chiều dương hướng từ trên xuống dưới. Các lưu ý này, trong trường hợp này A bằng 4 x 2 lớn hơn delta L, vậy nên lò xo sẽ có thể ở trạng thái bị nén hoặc bị giãn. Trên cái hệ thuật, trên cái trục tọa độ này thì rõ ràng là cái vị trí mà lò xo không nén cũng không giãn cũng được gọi chiều dài tự nhiên L0, tính từ vị trí cân bằng đến nó là 4 cm, nên tọa độ của nó là trừ 4 cm. Biên độ của nó là 4 x 2 nên là so
có thể co ngoặt lên phía trên đây và đúng với cái tọa độ là chiều của như vậy là lò xo ở trạng thái bị giãn khi mà nằm trong cái khoảng từ trừ 4 cho đến dương 4 căn 2. Và lò xo ở trạng thái bị nén khi mà nằm trong khoảng từ trừ 4 căn 2 đến trừ 4 cm. Đầu bài yêu cầu ta tính cái thời gian mà lò xo không bị giãn hay là cách khác là nó bị nén, tức là cái thời gian trong một chu kỳ nó nằm trong khoảng từ trừ 4 căn 2 cho đến trừ 4. Muốn vậy ta cần phải xét những mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa. Có lắp vào so dao động điều hòa với biên độ là 4 cm, thì phía bên này sẽ là trừ 4 cm. Đây là cái quỹ đạo dao động của với biên độ 4 cm. Ở đây mức tọa độ trùng với vị trí cân bằng. Ta xét đến cái điểm đặc biệt là có tọa độ trừ 4 cm. Như vậy là trong một chu kỳ khi vận chuyển từ vị trí trừ 4 sang trừ 4 căn 2, rồi từ trừ 4 căn 2 về trừ 4, thì đó là khoảng thời gian lò xo ở trạng thái bị nén. Nếu xét trong một chu kỳ, tức là vận chuyển động tròn đều sẽ đi đúng một vòng tròn, ta giữ sự nó xuất phát từ đây. Khi nó quay một vòng tròn này thì chuyển động tròn đều các cái góc này, tức là chuyển động tròn đều các cái cung mặt này, thì hình chiếu của nó sẽ nằm trong khoảng từ trừ 4 căn 2 cho đến trừ 4. Vậy là khi nó cắt một cái góc này thì lò xo ở trạng thái bị nén, tức là không bị giãn. Vậy cái góc này là bao nhiêu? Ta gọi nó là góc alpha. Thì góc alpha được chia làm hai phần bằng nhau, ta gọi mỗi cái phần này là góc alpha 1. Em nhìn vào cái góc alpha 1 này sẽ có là cốt của góc alpha 1 sẽ bằng cạnh thề là 4 chia cho cạnh hiền là 4 căn 2, hay nó bằng 1 trên căn 2. Như vậy alpha 1 sẽ bằng pi trên 4, có nghĩa là cái góc alpha này tức là góc MOL sẽ bằng pi trên góc alpha 1, tức là bằng pi trên 2. Như vậy là ta có con t là cái khoảng thời gian mà chuyển động tròn đều chạy trên cung mật, thì khi đó ta có vẫn góc omega của cái chuyển động tròn đều này sẽ bằng cái góc mà nó khác, tức là góc MOL chia cho cái thời gian t. Vậy là t sẽ bằng góc MOL chia cho omega, hay bằng pi trên 2 chia cho omega. Vấn đề đặt ra là ở đây ta chưa có omega, vậy nếu tính được omega ta sẽ tính được t. Omega phải tính như thế nào? Các bạn phải nhớ là khi treo vào đây thì nó so bị giãn này một đoạn đúng chưa? Cái độ giãn của nó ta gọi là delta l, thì cái lực mà làm cho nó so giãn chính là trọng lực, và thì theo được một khúc nó bằng k với cái delta l. Như vậy k trên m sẽ bằng g chia cho delta l. Mà đối với con lắp vào so á thì omega bằng k cộng 2 của k trên m, hay nó cũng bằng k cộng 2 của g trên delta l, hay omega sẽ bằng k cộng 2 của
chia cho delta L ở đây là bằng 4 nhân với 10 trừ 2. Hay ta chọn căn bậc 2 của 10 là pi chia cho 2 nhân với 10 cũ trừ 1. Hay omega bằng 5 nhân với pi. Như vậy là thay omega bằng 5 pi vào đây, em sẽ được p bằng pi chia 2 chia cho 5 pi hay bằng 1 phần 10 hay bằng 0,4. Đây ta chọn đáp án bên thời gian đó bằng 0,4 giây.